Trong không khí vui tươi phấn khởi đầu xuân Quý Mão, ngày 2 tháng 4 năm 2023, dòng họ Lã, Lữ Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu tại thủ đô Hà Nội. Mục đích của đại hội nhằm đánh giá hoạt động của dòng họ nhiệm kỳ 2018-2022, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2027, kiện toàn hội đồng thường trực và thông qua một số nội dung sửa đổi của quy chế hoạt động của Hội đồng dòng tộc họ Lã Lữ Việt Nam. Đến dự đại hội có các ông bà là những người đầu tiên sáng lập ra ban liên lạc của dòng họ từ những ngày đầu thành lập và gần 200 con cháu họ Lã đại diện cho 39 chi họ tại các địa phương trong toàn quốc đã đến dự. Đại hội đã nghe ông Lã Văn Vệ, nguyên chủ tịch Hội đồng dòng họ Lã Lữ thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng dòng họ Lã Lữ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua, Hội đồng dòng họ đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Hội đồng dòng họ nhiệm kỳ 2018-2022, đã hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng dòng họ, đã kiện toàn tổ chức của Ban Cố vấn, Hội đồng Thường trực. Qua 5 năm, thành viên họ Lã trên toàn quốc đã được kết nối lại với nhau đông đảo hơn thông qua các nhóm Facebook, Zalo, đã tập hợp được 38 chi họ. Các ngày giỗ tổ, các chi họ hoặc khánh thành, nhà từ đường họ, hội đồng dòng họ và đại diện các chi họ đã cử người tới dự. Qua đó có sự giao lưu gắn kết hơn giữa các chi họ. Ngoài ra, hội đồng dòng họ cũng đã tích cực nghiên cứu biên soạn tài liệu về nguồn gốc, gia phả dòng họ, xác định cội nguồn, sự đóng góp của dòng họ Lã, Lữ trong xã hội Việt Nam, tra cứu gia phả dòng họ trên cơ sở tra cứu các gia phả, các chi họ và lập đề cương chung cho toàn dòng họ, thống nhất xây dựng cuốn sách Họ Lã, Lữ Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Về phương hướng nhiệm kỳ tới, báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ 2023-2027 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ trước đề ra mà chưa thực hiện xong, hoàn thiện, bổ sung các thành viên của hội đồng dòng họ theo tinh thần có độ tuổi phù hợp, có sức khỏe, có tâm và có khả năng duy trì hoạt động của hội một cách thường xuyên, hiệu quả, kết nối các thành viên trong dòng họ thành một tập thể đông đảo, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tăng cường sự kết nối các chi họ trên các tỉnh để có sự hiểu biết nhau hơn về sự phát triển của các chi họ, về mảnh đất, con người, văn hóa của bà con họ Lã trong cộng đồng người Việt tại địa phương. Để đạt được mục tiêu đó, hội đồng dòng họ cần tổ chức các chuyến đi về các chi họ trong các ngày kỵ tổ, khánh thành từ đường hoặc các dịp lễ hội do các chi hội tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn sách, tài liệu về dòng họ. Sau khi nghe báo cáo, đại hội nhất trí cao với báo cáo hoạt động của Hội đồng dòng họ Lã, Lữ Việt Nam và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2027. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận trên tinh thần đóng góp thẳng thắn, mang tính chất xây dựng, đưa ra những ý kiến đồng tình với đánh giá các thành tích đã đạt được, các tồn tại của Hội đồng dòng họ từ ngày thành lập và đề xuất một số biện pháp để hoạt động của Hội đồng có hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Hội đồng dòng họ Lã, Lữ Việt Nam. Trong đó, Hội đồng Cố vấn dòng họ gồm 4 ông. 1. Ông Lã Ngọc Khuê. 2. Ông Lã Hồng Phương. 3. Ông Lã Tất Thắng. 4. Ông Lã Văn Vệ. 11 thành viên thường trực Hội đồng gồm 1. Ông Lã Thanh Hà, Chủ tịch. 2. Ông Lã Quý Đà. 3. Bà Lã Thị Nho Liên. 4. Ông Lã Văn Nam. 5. Ông Lữ Văn Sơn. 6. Ông Lã Quý Tám. 7. Ông Lã Tân Thanh. 8. Ông Lã Quang Thức. 9. Ông Lã Thanh Tùng. 10. Bà Lã Thị Tuyết. 11. Ông Lã Văn Xuân. 7 thành viên không thường trực gồm 1. Ông Lã Mạnh Hà, chi họ Hà Quang, Hải Hậu, Nam Định. 2. Ông Lã Ngọc Hoàn, chi họ Thủy Nguyên, Hải Phòng. 3. Ông Lã Quý Hoàng, chi họ Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình. 4. Ông Lã Văn Thao, chi họ Quảng Châu, Hưng Yên. 5. Ông Lã Ngọc Trụ, chi họ Mê Linh, Hà Nội. 6. Ông Lữ Anh Tân, chi họ Hoàng Hóa, Thanh Hóa. 7. Ông Lã Văn Xế, chi họ Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội. Đại hội kêu gọi tất cả các thành viên trong đại gia đình dòng họ Lã Lữ Việt Nam phát huy các thành tích đã đạt được, tăng cường tinh thần đoàn kết,
tương trợ đùm bọc lẫn nhau, đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo vệ đất nước. Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời, tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng ta. Giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kêu, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng, tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố. 4000 năm đất nước gian lao, giai điệu cháy trong tình thương đất nước vô hòa. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tổ quốc của chúng tôi. Tổ quốc. Whoa.